Ngày 13 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn phối hợp với các cơ quan chuyên môn địa phương tổ chức phun khử khuẩn tại một số hộ dân của thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương liên quan đến kết quả dương tính bệnh viêm não mô cầu của một hộ dân. Theo báo cáo, sau khi nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về hai trường hợp tử vong tại gia đình bà HTD, sinh năm 1960, cùng một số thành viên trong gia đình mắc các chứng bệnh mệt mỏi, đau đầu, đi ngoài phân lòng ở thôn Na Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể và thông báo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương về bệnh nhân có kết quả dương tính với bệnh viêm não mô cầu. Ngày 12 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, triển khai hướng dẫn giám sát phòng chống dịch, hướng dẫn điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do não mô cầu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể đã tổ chức phun khử khuẩn tại một số hộ dân tại thôn Đà Lầu, xã Mỹ Phương, khám và giả soát 352 trường hợp tiếp xúc gần, tổ chức truyền thông cho người dân về các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường sống, thực hiện ăn chín uống sôi, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau đầu, đi ngoài phân lỏng thì báo ngay cho cơ quan chuyên môn để được khám và điều trị kịp thời. Ngành y tế khuyến cáo cho người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh, chú trọng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh do não mô cầu.